Chào các bạn, trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu áo khoác cổ tròn cho bé như thế này ha. Ở phần thân áo thì mình có móc các cái họa tiết sò thẳng hàng với nhau và tạo cái độ xòe cho cái phần thân áo của mình nè. Phần tay áo cũng làm các cái họa tiết sò thẳng hàng ha, và cũng có tạo bo cho cái phần cổ tay để vừa với phần cổ tay của bé nè. Có trang trí một hoa hồng cuộn và lá cho phần ngực của áo. Đây, một cái mẫu áo khoác cổ tròn cho bé như thế này ha. Thì ở đây dụng cụ mình sử dụng đó là len miêu cô tông cuộn 125g. Thì sợi len này dài tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm. Kim móc ở đây mình dùng là kim móc 4.0mm. Đây là mẫu kim mình sử dụng ha, 4.0mm. Hoặc là đối với nhiều bạn không có cái mẫu kim này thì các bạn có thể so cho mình cái đầu kim với sợi len. Nếu mà đầu kim nó to gấp đôi sợi len thì được ha. Đây là đầu kim so với sợi len nè. Thì ta sẽ so như thế này để cái mũi móc của mình nó được mềm mại hơn nè. Ngoài ra còn có kéo cắt len và các cái hạt nút dùng để cài cái phần áo ha. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết móc phần thân áo. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó từ cái nút này các bạn sẽ móc lên cho mình một dây móc xích dài 70 mũi móc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Khi đã móc được 70 mũi móc xích, các bạn nối cho mình hai đầu dây lại thì nó sẽ có một cái độ rộng hơn so với phần cổ của bé ha. Thì đối với mẫu này cách tăng size đầu tiên đó là tăng ở kích thước đầu tiên này. Tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật, các bạn có thể tăng cho mình hơn 70 mũi hoặc là ít hơn cũng được. Làm sao cho khi ta nối hai đầu dây lại nó có một cái độ rộng bằng cái phần cổ của bé hoặc là rộng hơn, tùy vào sở thích của mỗi người ha. Và sau khi đã có được 70 mũi móc xích này thì bây giờ mình sẽ tiến hành tăng cho cái phần cổ này nó có cái độ bo tròn nè. Ở đây mình có viết sẵn một cái form như thế này. Phần cổ áo của mình sẽ là cổ tròn. Thì cái điểm mà mình gạch thẳng ở đây, tức là cái điểm đầu tiên và cuối cùng để chọc lại cài nút ở đây ha. Và đây là xích đầu tiên mà mình bắt đầu móc cho cái phần cổ áo. Để tạo cái vòng tròn này cho các hàng móc tiếp theo, tức là mỗi vòng mình sẽ tăng lên 9 mũi móc. Ở cái vòng tròn này mình có đánh dấu 8 điểm nè. Đây là 8 điểm ha. 1 nè. 2 3 4 5 6 7 và 8. Ở đây mình đánh dấu 8 điểm nhưng mà mỗi vòng móc mình tăng lên 9 mũi móc. Thì hai mũi móc tăng đầu tiên chính là cái điểm đầu và điểm cuối của cái xích đầu tiên nè. Đây là cái điểm đầu và điểm cuối ha. Thì điểm đầu các bạn tăng 1 mũi và điểm cuối tăng 1 mũi. Tức là đầu sợi dây móc xích này tăng 1 mũi nè. Và cuối sợi dây móc xích ta cũng tăng 1 mũi. Là cái chân móc này ta sẽ móc 2 mũi kép đơn vào đó nha. Như vậy là mình đã có được 2 mũi tăng rồi nè. Mẫu áo của mình có 70 mũi móc xích đầu tiên. Thì ở đây mình có 70 mũi móc xích nè. Tức là cái xích đầu tiên này mình sẽ gây nên là 70 mũi. Với 70 mũi này khi ta trừ ra hai cái mũi móc mà mình tăng đầu và cuối nè. Ta có 70 trừ cho 2, tức là mũi đầu và mũi cuối nè. Hai cái mũi đây là mũi đầu và mũi cuối. Thì mình sẽ còn lại số mũi móc còn lại là 68 mũi cho cái vòng tròn còn lại nè. Mỗi hàng móc mình tăng lên 9 mũi, trừ cho hai cái mũi mà mình tăng đầu và cuối. Thì ta sẽ còn lại 7 mũi móc cần tăng cho cái mũi móc còn lại. Thì ở đây mình sẽ lấy tổng số mũi móc mà mình dư còn lại ở đây, chia ra cho 7. Ở đây mình có 68 chia cho 7 thì mình sẽ còn 9 và dư ra 5 mũi. Tức là 9 mũi, cái số chẵn mà mình vừa chia được nè, ta sẽ móc 9 mũi thì cái mũi thứ 9 các bạn sẽ tăng cho mình nè. Móc 9 mũi thì mũi thứ 9 sẽ tăng 1 mũi. Đây, cứ làm dần dần tương tự như vậy cho mình ha. 9 mũi thì mũi thứ 9 tăng 1 mũi nè.
Lưu ý ở đây khi móc 9 mũi tăng 1 mũi thì cái mũi cuối cùng mà mình tăng ở đây nè, 9 mũi tăng 1 mũi. Thì khi móc đến cuối hàng thì cái mũi tăng cuối cùng ở đây nó sẽ chạm với cái mũi tăng cuối cùng mà mình tăng ở cái điểm đầu và điểm cuối á. Đây các bạn móc dần dần như thế này nè. Thì cái điểm tăng cuối cùng nó sẽ chạm với cái điểm này. Thì ở đây các bạn sẽ chia đôi cho mình cái cụm 9 mũi đầu tiên mà mình bắt đầu móc ở đây. Tức là ta sẽ chia đôi. Và lưu ý ở đây khi chia cái cụm này ta còn dư 5 mũi thì các bạn sẽ lấy 9 mũi này. Cộng thêm 5 mũi mà mình dư ra. Đây ta có 9 cộng 5 nè, sẽ bằng 14 mũi còn lại ha. Thì 14 mũi này chia đôi ra. Ta sẽ có được 7 mũi. Tức là 7 mũi này nó sẽ nằm ở cái khoảng đầu tiên và cái khoảng cuối cùng so với cái điểm đầu tiên và điểm cuối cùng của cái sợi dây móc xích ha. Còn lại là 9 mũi nè. Đến cái điểm cuối cùng sẽ là 7 mũi và cái điểm đầu tiên cũng là 7 mũi ha. Tức là hai cái khoảng này nè, nó sẽ bằng nhau. Đây hai cái khoảng này nó sẽ bằng nhau nè. Còn các cái khoảng nằm chính giữa nó sẽ là 9 mũi mình tăng 1 mũi ha. Đây hai cái khoảng mà mình đánh dấu ở cái khoảng mà mình bắt đầu cài nút á, thì hai cái khoảng ở đầu và cuối này nó sẽ có số mũi móc bằng nhau. Hoặc là nó sẽ chênh lệch 1 mũi tùy vào cái số mũi xích đầu tiên ha. Còn các cái khoảng còn lại này nó sẽ có cái khoảng bằng nhau nè, 9 mũi tức là mũi thứ 9 tăng 1 mũi ha. Như vậy là mình sẽ tăng được tổng cộng là 9 mũi móc cho mỗi vòng móc. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành tăng nè. Khi được 70 mũi móc rồi các bạn móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1, 2 và 3. Sau đó ở cái mũi móc đầu tiên móc vào đó 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất. Tiếp tục kép đơn thứ hai. Như vậy là cái điểm đầu tiên ở đây mình đã tăng lên được 1 mũi kép đơn nè. Ta sẽ có 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc ha. Đây, ta vừa móc được cái điểm đầu tiên rồi. Thì cái khoảng tiếp theo ở đây sẽ là cái khoảng 7 mũi mà mình vừa chia được cuối cùng ở đây. Thì các bạn sẽ móc cho mình 6 chân liên tiếp, mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai. Mũi kép đơn thứ ba cho chân móc thứ ba. Mũi kép đơn thứ tư. Mũi kép đơn thứ năm. Tiếp tục kép đơn thứ sáu. Khi được 6 mũi kép đơn vào 6 chân móc liên tiếp với nhau thì cái chân thứ 7 là cái chân ta chia được á, các bạn sẽ móc vào đó 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất nè, tiếp tục kép đơn thứ hai. Như vậy là ta đã có điểm tăng thứ hai cho cái vòng tròn đầu tiên này ha. Tiếp tục cho các chân móc kế tiếp thì các bạn sẽ chia cho mình theo cái khoảng mà mình chia đầu tiên á. Tức là ta sẽ có các cái khoảng này nè, 9 mũi thì mũi thứ 9 thêm 1 mũi. Đây, 9 mũi, mũi thứ 9 thêm 1 mũi nè. Tiếp tục 9 mũi thì mũi thứ 9 thêm 1 mũi ha. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Thì lúc này mình sẽ có 8 chân móc liên tiếp, mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Kép đơn thứ nhất. Tiếp tục kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư cho chân móc thứ tư. Mũi kép đơn thứ năm. Kép đơn thứ sáu. Kép đơn thứ bảy. Mũi kép đơn thứ tám cho chân móc thứ tám. Khi đã có được 8 mũi kép đơn vào 8 chân móc liên tiếp thì cái chân thứ 9 là cái chân mà mình chia được, móc vào 2 mũi kép đơn. 1 và 2. Như vậy là mình sẽ có được cái điểm tăng thứ 3 cho cái vòng móc này nè. Thì từ đây các bạn sẽ móc tương tự cho mình cái cụm mà mình vừa móc ở đây ha.
8 mũi kép đơn xen kẽ là 2 mũi kép đơn cùng chân móc, móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Đây, cho đến cuối hàng nè. 8 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. 2 kép đơn thứ 3, mũi kép đơn thứ 4, kép đơn thứ 5, mũi kép đơn thứ 6 cho chân thứ 6, mũi kép đơn thứ 7 cho chân móc thứ 7. Và mũi kép đơn thứ 8 cho chân móc thứ 8. Khi đã có được 8 mũi kép đơn liên tiếp với nhau thì cái chân móc thứ 9 sẽ là 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất nè. Và tiếp tục kép đơn thứ 2. Sau đó móc tương tự đến cuối hàng. Sau khi đã móc cái cụm 8 mũi kép đơn xen kẽ là 2 mũi kép đơn cùng chân móc thì ta sẽ có cái điểm tăng cuối cùng là điểm tăng thứ 8 nè. Còn lại một điểm tăng ở cuối hàng móc nữa. Thì cái khoảng cách này ta sẽ còn lại 8 chân móc. Các bạn sẽ móc cho mình 7 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi kép đơn. Kép đơn thứ 2 nè. Kép đơn thứ 3. Kép đơn thứ 4. Kép đơn thứ 5. Kép đơn thứ 6. Kép đơn thứ 7. Và cái chân móc cuối cùng là cái mũi mà mình thêm cuối cùng, mũi thứ 9 á, sẽ móc vào đó 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Đây, đây là cái chân móc cuối cùng ha, móc vào đó cho mình 2 mũi kép đơn cùng chân móc nè. Thì ta sẽ có cái điểm tăng thứ 9. Khi đã móc đến cuối hàng được cái điểm tăng cuối cùng rồi nè, thì tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. Các bạn gập đôi cho mình cái phần cổ áo lại thì lúc này cái phần cổ áo của mình nó sẽ có cái độ bo tròn như thế này ha. Đây là cái phần cổ áo của mình nè, nó có cái độ bo tròn lại như thế này. Nó khác với cái mẫu áo cổ vuông mà mình hướng dẫn trước ha. Thì đây là mẫu cổ áo tròn của mình. Và ở các cái hàng móc tiếp theo các bạn cũng tăng cho mình một mũi ở đầu và cuối. Sau đó là các cái chân móc còn lại mình sẽ tăng như sau ha. Chân đầu tiên là cái chân này nè, các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân đầu tiên này 2 mũi kép đơn cùng chân móc, tức là mình sẽ tăng một mũi ở cái điểm này, kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Khi có được cái điểm tăng đầu tiên rồi, ta có 2 mũi kép đơn rồi nè, thì các cái chân móc còn lại các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Ta cứ móc lần lượt, mỗi chân móc cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân kế bên cũng một mũi kép đơn nè. Sau đó tương tự cho các chân móc còn lại ha. Khi các bạn cứ móc các cái mũi kép đơn như thế này nè, và để ý cho mình cái hàng móc đầu tiên mà mình móc ở hai chân móc có cùng một chân ở phía dưới nè, hai mũi có cùng một chân ở phía dưới, thì cái mũi nằm chính giữa, tức là cái chân móc của cái mũi móc kép đơn đầu tiên của hai cái mũi cùng chân nè, đây là hai mũi cùng chân ha, thì cái chân nằm chính giữa này sẽ móc vào đó cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc. Ta có được điểm tăng thứ hai cho cái vòng móc thứ hai nè. Đây, cái điểm tăng của mình nó sẽ nằm chính giữa, tức là nằm ở cái chân móc đầu tiên của hai mũi có cùng chân của hàng phía dưới ha. Khi đã có được điểm tăng thứ hai rồi thì tiếp tục móc mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc, cứ móc lần lượt cho mình, mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc.
Cứ móc lần lượt như vậy nè, cho đến khi các bạn gặp cái chân móc của hai cái mũi móc mà có cùng một chân ở phía dưới. Đây là hai mũi móc có cùng một chân ở phía dưới nè, thì cái chân móc đầu tiên hoặc là theo chiều này các bạn sẽ để ý nó sẽ nằm chính giữa của hai mũi đó ha. Móc vào cho mình hai mũi kép đơn. Ta cũng có được điểm tăng thứ ba cho cái vòng móc thứ hai nè. Từ đây cứ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng móc. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn cho đến khi gặp cái chân móc thứ nhất của hai mũi có cùng một chân á, thì móc vào cái chân thứ nhất này hai mũi kép đơn. Đây, móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng nè. Khi gặp hai cái mũi móc có cùng một chân của hàng phía dưới. Khi đi theo chiều này thì ta sẽ thấy nó nằm ở chính giữa của hai mũi này ha, hoặc nó là cái chân móc của cái mũi đầu tiên á. Đây, ví dụ như các bạn móc các cái mũi kép đơn nè. Đây là hai mũi có cùng một chân nè. Tiếp tục các cái mũi kép đơn. Và đây là hai mũi có cùng một chân ha. Thì khi quay ngược đầu móc lại nè, khi quay ngược đầu móc và móc mỗi chân là một mũi kép đơn. Đây, ta cứ móc mỗi chân là một mũi kép đơn. Khi gặp cái chân móc đầu tiên, đây là chân đầu tiên của hai cái mũi có cùng một chân móc nè, thì hai mũi này có cùng một chân ha. Cái chân đầu tiên này các bạn sẽ móc vào hai mũi kép đơn nè. Sau đó các chân còn lại sẽ là một mũi kép đơn cho đến hết ha. Và tương tự như vậy, khi ta móc ngược lại thì các bạn cũng tăng cho mình ở cái chân móc đầu tiên. Khi móc ngược lại nè thì cái chân này sẽ móc tăng cho mình một mũi ở đây. Và ta sẽ làm tương tự cho các cái mũi còn lại luôn ha. Mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn và cũng tăng mũi tương tự như vậy nè. Đây, hai mũi có cùng một chân thì tăng vào cái chân móc thứ nhất của hai mũi này ha. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng thì ở đây cái điểm cuối cùng các bạn lưu ý, ta sẽ không tăng vào chân đầu tiên mà các bạn sẽ tăng vào chân cuối cùng cho mình. Móc vào hai mũi kép đơn nè. Đây là chân móc cuối cùng của hàng móc ha. Ta hoàn tất được điểm tăng thứ 9 của vòng móc thứ hai. Ta sẽ có 9 mũi tăng cho cái vòng móc này nè. Nó sẽ khác với các cái mũi móc tăng ở bên trong, thì cái mũi móc bên ngoài các bạn sẽ tăng cho mình vào cái chân móc phía ngoài ha. Tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở các cái hàng móc tiếp theo thì mình sẽ làm tương tự giống như hàng móc thứ hai mà mình vừa móc ở đây nè. Và lưu ý cái chân đầu tiên mà mình tăng sẽ là cái mũi móc đầu tiên nè. Ta sẽ có hai mũi kép đơn vào đây. Nó sẽ khác so với các cái điểm chính giữa ha. Mỗi chân là một mũi kép đơn. Khi đã móc được các cái mũi kép đơn, đến khi ta gặp hai cái mũi móc có cùng một chân ở phía dưới nè, thì cái chân móc đầu tiên của hai cái mũi này ta sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân. Đây là chân đầu tiên ha, hai mũi này là hai mũi có cùng một chân móc phía dưới nè, thì cái chân đầu tiên sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn. Thì mình cũng tăng được một mũi ở cái hàng móc này nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng và móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa nha. Điểm đầu tiên mình sẽ tăng ở mũi móc đầu tiên. Và cái điểm cuối cùng mình sẽ tăng ở cái chân móc cuối cùng nè. Đây. Không tăng vào cái chân móc đầu tiên của hai mũi móc cùng chân nữa mà tăng vào cái chân móc cuối cùng nha. Móc tương tự cho thêm nhiều hàng móc nữa. Đây sẽ là cái form cổ áo của mình nè, nó sẽ có cái độ bo tròn lại như thế này. Thì từ đây các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như hàng móc mà mình vừa móc. Mỗi vòng móc mình sẽ tăng 9 mũi và cứ tăng như cái hàng móc mà mình vừa hướng dẫn ở đây ha.
Các bạn sẽ tăng thêm nhiều hàng móc nữa và canh cho mình khi nào mà cái bờ vai này nè, cái phần vai của cái phần áo á, nó sẽ che được cái bắp tay đầu tiên của bé thì các bạn ngưng ha. Hoặc là các bạn có thể thêm và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ngưng ở cái đoạn sau nè. Cứ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Và lưu ý cái mũi móc đầu tiên và cuối cùng mình sẽ tăng ở mũi đầu tiên và cuối cùng luôn ha. Không tăng vào chân móc thứ hai, chỉ có các cái chân móc nằm chính giữa là mình tăng thôi ha. Đối với size áo này mình đã tăng lên được 9 hàng móc nè. Và ở cái điểm chính giữa mình tăng ở đầu và cuối, nó sẽ tạo ra một cái đường thẳng để mình tạo cài nút ở đây nè. Và để canh làm sao cho cái phần thân này vừa với cái phần thân của bé thì các bạn sẽ canh cho mình nè. Các bạn sẽ tính cho mình cái chiều dài của thân áo mà các bạn mong muốn để mình móc cái phần thân áo đó. Sau đó các bạn sẽ gập đôi cái phần thân của mình lại như thế này. Và từ đây mình sẽ dùng thước đo ha. Chiều dài của thân áo mà mình móc là 30cm thì các bạn sẽ đo từ cái phần vai đầu tiên nè, từ cái phần cổ trên đầu tiên, sau đó mình đo thẳng xuống dưới. Thì cái phần thước của mình nó sẽ song song với hai cái đường thẳng mà mình tạo cài nút ở đây ha. Đây, 30cm thì các bạn sẽ chia đôi 30cm đó ra, thì cái phần thân mà mình thêm mũi ở đây nó sẽ nằm trong tầm khoảng 15cm từ trên cao xuống nè. Ta cứ đặt thước song song với hai cái đường thẳng mà mình tạo để cài nút ở đây, sau đó mình đo từ trên cao xuống ha, thì cái điểm vừa chạm tới cái thước dây của mình nè, nó sẽ nằm trong tầm khoảng một nửa so với cái chiều dài toàn bộ của thân áo ha, thì các bạn ngưng là được rồi. Đối với những size khác thì cũng làm tương tự ha. Mình sẽ lấy cái chiều dài tổng thể của toàn bộ áo, sau đó mình chia đôi ra thì ta sẽ có được cái chiều dài của cái phần thân trên mà mình bắt đầu móc và thêm hàng móc nè. Ta cũng đặt song song cho mình với hai cái đường thẳng mà mình tạo cài nút ở bên ha. Và sau khi đã thêm được nhiều hàng móc và tạo cái phần thân trước như thế này rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành nối nách và tạo cái khoảng trống ha, để mình luồn cái cánh tay vào cũng như là luồn cái phần thân vào á. Ở đây mình có đánh dấu sẵn 4 điểm để mình chia thân áo cũng như là tay áo nè. Thì khi móc được cái phần thân phía trên này đến cái hàng móc cuối cùng ở đây thì các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc của cái hàng cuối cùng mà mình vừa thêm. Trên màn hình mình có viết sẵn cái công thức để các bạn có thể dễ dàng chia ha. Ở size lớn hơn hoặc size nhỏ hơn các bạn cũng có thể sử dụng công thức này cũng được nè. Đếm cho mình tổng số mũi móc của cái hàng móc cuối cùng mà mình thêm được bao nhiêu mũi. Lúc này mình sẽ ra được số mũi móc của mỗi cạnh. Thì cái cạnh của mình nó sẽ là cạnh ở hai bên tay nè. Cái khoảng trống ở hai bên tay nè. Số mũi móc ở phần thân sau và phần thân trước. Và lưu ý ở phần thân trước của mình có tạo cài nút ở đây, nên cái phần đó các bạn sẽ lấy tổng cái số mũi móc mà mình chia được, tiếp tục chia hết cho hai để mình ra được tổng số mũi móc ở mỗi bên của cái phần thân trước nè. Thì mình sẽ ra được tổng số mũi móc này ha. Sau đó sẽ dùng kim và đánh dấu cho mình các cái điểm mà mình vừa chia được. Và bây giờ mình sẽ tiến hành nối nách lại để tạo cái khoảng trống luồn tay cũng như là luồn vào thân ha. Và trước khi nối nách các bạn cũng để ý cho mình nè, ở cái phần thân trước mình chia đều tổng số mũi móc bằng với cái số mũi móc ở phần nách cũng như là phần thân sau, thì để mình tạo cái khoảng trống cài nút ở đây nè, tạo cái khoảng trống cài nút ở phần thân trước thì cái số mũi móc ở phần thân trước này nó sẽ nhiều hơn phần thân sau. Các bạn sẽ tiến hành dời cho mình cái mũi móc ra một mũi. Đây, bên hông này cũng dời cho mình ra một mũi ha. Thì khi giờ như vậy ta sẽ dư ra được hai mũi móc để mình tạo cái phần thân trước nè. Hai phần thân trước nó sẽ chập đôi lên với nhau và nó sẽ tạo ra một cái khoảng để mình có thể may nút và cài nút vào ha. Bây giờ mình sẽ nối nách. Đối với cái hàng móc nối nách thì cũng tương tự như các cái hàng móc phía trên á. Chân móc đầu tiên các bạn cũng thêm cho mình vào đó một mũi. Tức là chân đầu tiên ta sẽ có hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc ha. Móc cho mình vào đây hai mũi kép đơn nè, kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai.
Khi đã có được hai mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi thì các chân móc còn lại mình sẽ móc mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc, và mình sẽ không tăng mũi ở đây nha. Nó sẽ khác với các cái hàng móc phía trên là mình sẽ không tăng mũi nữa. Các bạn cứ móc đều cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và làm tương tự cho đến chân móc mà mình đánh dấu. Sau khi đã móc đến cái chân móc mà mình đánh dấu ở đây thì cái chân móc mình đánh dấu là cái chân móc đầu tiên của cái phần cánh tay ha. Thì cái chân sát bên là cái chân mà nó nằm ở phần thân trước á, các bạn sẽ móc vào đó cho mình hai mũi kép đơn. Tháo kim đánh dấu ra ha. Thì như vậy là cái chân đầu tiên để mình bắt đầu phần nách cũng thêm một mũi nè. Từ cái phần thân trước này tiếp tục lên cho mình 3 mũi móc xích, sau đó di chuyển kim đến cái chân móc mà mình đánh dấu kế tiếp á. Thì chân móc này là chân móc kết thúc của số mũi móc ở cái phần tay áo, các bạn tháo kim đánh dấu ra ha. Sau đó móc cho mình vào cái chân móc kế bên, móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân móc. Đây là cái chân móc đầu tiên để bắt đầu cái phần thân sau á, móc vào hai mũi kép đơn nè. Như vậy là mình vừa tạo được một cái khoảng trống để luồn cánh tay vào. Và đây là cái khoảng trống của mình ha. Đây, ta sẽ có cái độ rộng như thế này để luồn cánh tay vào. Ở ba cái mũi móc xích mà mình nối nách ở đây nè, các bạn có thể điều chỉnh cho mình ha, có thể tăng hoặc là giảm cái số mũi móc này tùy vào cái số đo vòng ngực của bé to hay nhỏ ha. Những bé có vòng ngực lớn thì có thể tăng hơn cái số mũi móc này cho mình cũng được nè, để mình mặc cho bé cảm thấy thoải mái hơn. Tiếp tục di chuyển kim đến các cái chân móc ở phần thân sau, mỗi chân cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc, và ở đây mình sẽ không tăng mũi giống như cái phần thân trước nha. Cứ móc đều cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn nè. Và sẽ móc tương tự cho đến chân móc tiếp theo mà mình đánh dấu. Sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn hết cái phần thân sau đến cái chân móc mà mình đánh dấu ở đây, thì cái chân móc mà mình đánh dấu cũng là chân móc đầu tiên để bắt đầu cái phần cánh tay á. Thì chân móc sát đó sẽ móc cho mình hai mũi kép đơn, tương tự giống như cái phần cánh tay mà mình vừa nối. Được hai mũi rồi, tiếp tục lên 3 mũi móc xích ha. Di chuyển kim đến cái chân móc mà mình đánh dấu kế tiếp là chân móc kết thúc của cái phần cánh tay. Tháo kim đánh dấu ra nè, sau đó đâm kim vào cái chân móc kế bên, móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân. Thì mình cũng vừa nối được cái phần nách tạo cái khoảng trống để luồn cánh tay thứ hai vào nè. Ta cũng có thể canh chỉnh cho mình tương tự giống như cái phần nách còn lại. Tức là số mũi móc này nó sẽ bằng với số mũi móc của phần nách mình vừa móc ha. Các cái chân móc ở phần thân trước thì móc tương tự, mỗi chân là một mũi kép đơn cho đến chân móc cuối cùng. Khi đã móc được đến chân móc cuối cùng thì giống như chân móc đầu tiên, chân cuối cùng cũng móc vào hai mũi kép đơn cùng chân móc. Sau đó lên hai xích và quay ngược đầu móc lại. Đây, khi gặp đôi cái phần thân của mình lại nè. Mình sẽ tạo ra được cái khoảng trống nằm chính giữa, nó sẽ bằng với cái phần ngực của bé nè. Và cũng có hai cái khoảng trống để luồn cánh tay vào ha. Phần thân trước mình cũng có thể chập lại, nó sẽ nằm ở bên trên như thế này để mình tạo cài nút nè. Và ta sẽ có số đo vòng ngực như thế này. Nó sẽ bằng với chiều ngang phần ngực của bé ha.
Đây là khoảng trống để luồn cánh tay vào nè. Bây giờ mình sẽ móc cái phần thân ở phía dưới. Thì trước khi đi vào móc họa tiết sò cho phần thân dưới á, thì các bạn sẽ móc cho mình một hàng móc đầu tiên. Và cái hàng móc đầu tiên này mình sẽ móc mỗi chân là một mũi kép đơn và ta sẽ không tăng mũi cho cái hàng móc này ha. Tức là chân đầu tiên các bạn cũng móc một mũi kép đơn luôn và ta không móc hai mũi kép đơn nữa. Các chân móc còn lại cũng vậy nè, mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Cứ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha. Mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc để mình có được tổng số mũi móc để mình tạo cái họa tiết sò á. Sau khi đã móc được một hàng móc đều nhau cái số mũi móc thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái họa tiết sò ở bên dưới để tạo cái độ xòe vừa phải cho cái phần thân áo của mình nè. Đây, cái độ rộng của phần thân áo nó sẽ rộng hơn cái phần ngực của bé ha. Lưu ý là ở ba mũi móc xích mà mình chia ở phần nách á, mỗi chân móc các bạn cũng móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc, tức là ở đây mình cũng có ba mũi kép đơn cho ba chân móc nè. Số mũi móc nó sẽ đều nhau ha. Tiếp tục tạo cái họa tiết sò cho phần thân dưới. Móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Để bắt đầu tạo ra các cái họa tiết sò thẳng hàng với nhau thì ta bắt đầu móc hai chân móc đầu tiên trước. Hai chân đầu tiên này mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Đây, chân đầu tiên móc một mũi kép đơn. Tiếp tục chân móc thứ hai một mũi kép đơn. Khi đã có được hai mũi kép đơn vào hai chân móc đầu tiên rồi thì tiếp tục cái mũi kế tiếp mình sẽ tạo cái họa tiết sò. Và cái họa tiết sò này các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích trước. Móc lên một mũi móc xích nè. Sau đó mình sẽ bỏ qua bốn chân móc kế bên. Đây ta sẽ bỏ qua bốn chân móc kế bên này. 1 nè, 2, 3 và 4. Di chuyển kim đến cái chân móc thứ 5 ha và móc vào cái chân móc thứ 5 đó một họa tiết sò. Và họa tiết sò của mình sẽ có 3 mũi kép đơn nè, vào cùng một chân móc. Kép đơn thứ 3 nè. Khi được 3 mũi kép đơn vào cái chân móc thứ 5 rồi thì móc lên hai mũi móc xích và cũng đâm kim vào chân ta vừa móc đó, móc 3 mũi kép đơn nữa. Như vậy là mình hoàn tất được cái họa tiết sò. Để tiếp tục móc họa tiết sò thứ hai, móc lên một mũi móc xích và mình cũng bỏ qua bốn chân móc phía dưới. Di chuyển kim đến cái chân móc thứ 5 ha. Đây, bỏ qua bốn chân nè. Sau đó di chuyển kim đến chân móc thứ 5 và móc một họa tiết sò tương tự. Họa tiết sò của mình ha, gồm 3 mũi kép đơn vào chân thứ 5 nè. Kép đơn thứ nhất. Tiếp tục kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Được 3 mũi kép đơn rồi thì lên 2 xích và tiếp tục 3 mũi kép đơn vào cùng một chân móc nữa. 2 và 3. Móc lên một xích nè. Như vậy là các cái họa tiết sò của mình nó sẽ xen kẽ với nhau như thế này ha. Khoảng cách giữa mỗi họa tiết sò nó sẽ cách nhau là một mũi xích và ở trong cái họa tiết sò nó sẽ cách nhau là hai mũi xích nè. Có 3 mũi kép, 2 mũi xích và 3 mũi kép ha. Các bạn sẽ móc tương tự cái họa tiết sò này cho mình cho đến cuối hàng. Khoảng cách giữa hai họa tiết sò sẽ cách nhau là một mũi xích ha. 4 mũi nè, bỏ qua 4 chân và móc vào chân thứ 5. Một họa tiết sò. 3 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Lên 2 xích, tiếp tục 3 mũi kép đơn nữa. Kép đơn thứ tư nè. Kép đơn thứ năm. Kép đơn thứ sáu. Lên 1 xích và làm tương tự cho đến cuối hàng ha.
Sau khi đã móc đến cuối hàng cái họa tiết sò của mình nè, thì họa tiết sò cuối cùng với 3 mũi kép đơn ở phía trước nó cũng cách nhau là 4 mũi ở phía dưới. Mình hoàn tất được hàng móc đầu tiên cho họa tiết sò. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ hai để tạo các cái họa tiết sò thẳng hàng cho hàng móc thứ nhất thì các cái chân móc đầu tiên ở đây, mỗi chân là một mũi kép đơn. Thông thường thì cái chân móc ở phía trước này nó sẽ chênh lệch 1 hoặc 2 mũi so với cái mũi ở bên kia ha. Được 3 mũi rồi thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích và di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết sò đầu tiên mà mình gặp, là cái khoảng trống chính giữa này nè. Ta sẽ móc vào đây một họa tiết sò tương tự, gồm 3 mũi kép đơn. Sau đó lên 2 mũi móc xích và tiếp tục 3 mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống. Khi được họa tiết sò đầu tiên thẳng hàng với cái họa tiết sò ở cái phía trên á, thì tiếp tục hơn cái khoảng cách của họa tiết sò này nó sẽ cách nhau là một xích nè, và di chuyển kim đến khoảng trống của họa tiết sò kế bên, cũng móc vào đây một họa tiết sò tương tự, 3 mũi kép đơn, lên 2 xích, tiếp tục 3 mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống. Đây, như vậy là ta cũng có được họa tiết sò thứ hai thẳng hàng với họa tiết sò ở phía trên nè. Lên một xích và móc tương tự cho các cái khoảng trống của họa tiết sò còn lại ha, để mình tạo cái họa tiết sò thẳng hàng với nhau. Đây, khi gặp cái phần thân áo lại nó sẽ như thế này ha. Từ đây mình sẽ thêm nhiều hàng móc tương tự giống như hàng móc mà mình vừa móc, tức là các cái họa tiết sò của mình nó sẽ thẳng hàng với nhau, thêm cho đến khi nào từ phần cổ áo xuống hàng thêm cuối cùng nó bằng với cái chiều dài mà mình mong muốn ban đầu của phần thân áo á. Thêm nhiều hàng tương tự ha. Ở đây sau khi mình đã thêm được nhiều hàng móc thì lúc này cái chiều dài từ phần cổ áo đến cái hàng thêm cuối cùng nó đã bằng gấp đôi so với cái phần thân ở phía trên á, tức là được 30cm rồi, thì ta sẽ tiến hành ngưng và mình sẽ viền lại toàn bộ cái phần viền của áo nè. Từ cái điểm mà mình kết thúc của họa tiết sò cuối cùng này, các bạn sẽ viền cho mình ở cái phần lai mà mình tạo cài nút. Móc vào mỗi chân là 2 mũi móc đơn vào mỗi chân ha. Các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc chứ không móc vào thân chân móc, để mình tạo cái độ hoàn mỹ cho cái phần lai áo của mình á. Ở chân móc mà mình tạo góc cho cái phần cổ áo thì sẽ móc vào cái chân móc tạo góc này 2 mũi móc đơn, sau đó lên một xích và 2 mũi móc đơn để tạo ra cái góc vuông cho cái phần mà mình bắt đầu viền ở cái phần cổ áo ha. Tạo ra cái góc vuông như thế này nè. Sau đó mình viền ở phần cổ áo thì mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân. Và móc tương tự cho cái góc còn lại cho đến cuối hàng ha. May cho mình các cái hạt nút ở cái phần thân mà mình thêm 9 mũi á. Lúc này khi chập đôi hai cái phần thân trước lại, ta sẽ có được một cái khoảng để mình cài nút. Các bạn sẽ cài cái hạt nút này vào trong chính giữa của các cái mũi kép đơn đối diện với nó ha. Đây, ta sẽ cài như thế này nè. Sau đó sẽ móc cho mình một cái bông hồng cuộn và lá. Thì cái mẫu hoa này mình có hướng dẫn ở clip trước, mình có để link ở phần mô tả, các bạn có thể nhấp vào link bên dưới tham khảo ha. Phần hoa và lá luôn ha. Khi đã hoàn tất được cái phần thân rồi, tiếp tục móc cái phần tay áo. Thì ở đây mình đã có móc sẵn cái phần tay áo như thế này rồi. Các bạn chỉ việc móc cho mình cái hàng móc đầu tiên là các cái mũi kép đơn vào các cái chân móc nè. Tại các cái chân móc các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi kép đơn. Khi kết thúc được hàng đầu tiên, mỗi chân là một mũi kép đơn và cũng bo nách như thế này ha. Hai chân mình chụm lại thành một mũi nè. Thì cái hàng móc phía dưới cũng móc cho mình các cái họa tiết sò thẳng hàng với nhau và khoảng cách của cái họa tiết sò nó cũng tương tự giống như phần thân áo á. Và lưu ý khi thêm ở cái phần tay áo này nè, có nhiều bạn cái số mũi móc nó sẽ nhiều hơn hoặc là ít hơn thì cái khoảng cách giữa các cái họa tiết sò nó sẽ chênh nhau ha, có thể là 4 mũi hoặc 5 mũi hoặc là xen kẽ khoảng cách 4 mũi 5 mũi tùy thuộc vào cái độ rộng của cánh tay nè.
Sau đó tiếp tục móc thêm các cái họa tiết sò thẳng hàng với nhau ở các cái hàng móc kế tiếp để mình đạt được chiều dài của phần tay áo từ phần cổ áo xuống ha, nó sẽ bằng đến cái phần cổ tay của bé. Hoặc để canh chỉnh cho cái phần tay áo này thì số hàng móc họa tiết sò ở cái phần tay áo nó sẽ bằng với số họa tiết sò ở cái phần thân áo nè. Nó sẽ bằng hoặc là dài hơn một hàng móc đều được nha. Khi hoàn tất được cái phần cánh tay như thế này thì ở phần cổ tay mình có viền bo lại. Thì các bạn cứ móc đều cho mình nè, đến cái hàng móc cuối cùng, hàng móc họa tiết sò cuối cùng của cái phần cánh tay á, thì các bạn sẽ không tạo khoảng trống cho cái họa tiết sò nữa, mà mình sẽ móc 5 mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống và liên tiếp với nhau ha. Nó sẽ không cách nhau là mũi xích nữa mà móc liên tiếp với nhau để mình tạo cái độ khít cho phần cổ tay á. Sau đó mình sẽ viền lại một hàng móc mũi đơn cho cái phần cổ tay của mình được chắc chắn hơn nè. Và nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại vừa ôm với cái phần cổ tay của bé. Tiếp tục hoàn tất cái phần cánh tay còn lại ha. Số mũi móc nó sẽ bằng với số mũi móc của cái phần cánh tay mình vừa móc á. Các bạn cũng có thể trang trí cái họa tiết khác lên phần thân áo cho thân áo của mình thêm điểm nhấn hơn ha. Chúc các bạn thành công!